Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trước đây, trường trung học cơ sở Cẩm Ninh, huyện Ân Thi từng có một số học sinh hút thuốc lá điện tử. Nhờ được kịp thời phát hiện, hỗ trợ và ngăn chặn, đến nay học sinh của nhà trường đã nói không với việc hút thuốc, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Trường chúng tôi nằm trong vùng sâu vùng xa, không có nhiều hàng quán ở xung quanh đâu. Thế nhưng mà thuốc lá điện tử cũng đã về đến nơi rồi và cũng đã có ảnh hưởng tới cái cuộc sống học tập sinh hoạt của các cháu ở tại trường. Năm 2021-2022 đã có một số cháu có dấu hiệu là sử dụng thuốc lá điện tử. Các em không tập trung vào học tập, chỉ mong làm sao để có giờ ra chơi để thử sử dụng thuốc lá điện tử. Các em đội cờ đỏ đã theo dõi, thấy các em này nó lén nút là rủ nhau ra đằng sau dãy nhà học, đi vào các nhà vệ sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Chúng tôi đã nhờ các em trong đội cờ đỏ theo dõi vận động tuyên truyền các bạn là không được sử dụng thuốc lá điện tử nữa. Đối với những em mà đã có sử dụng rồi đấy, thì chúng tôi cũng mời cả phụ huynh đến. Các em đã kịp thời dừng lại, không xa vào nghiện hút từ học kỳ 2 của năm học 2022-23 đấy, là chúng tôi đã không còn tình trạng học sinh tham gia hút thuốc nữa. Từ thực trạng trên, công tác tuyên truyền về thuốc lá điện tử được trường trung học cơ sở Cẩm Ninh đẩy mạnh trong các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, có hai em học sinh là Nguyễn Minh Nguyệt và Trần Hà My đã làm một dự án nghiên cứu khoa học nói không với thuốc lá điện tử và tuyên truyền với các bạn học sinh toàn trường bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, nói chuyện dưới cờ. Qua các nội dung tuyên truyền, các em học sinh đã nhận thức được việc hút thuốc lá điện tử cũng như các loại thuốc lá khác rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trường từng có khoảng 10 em học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Đến thời điểm này đã dừng lại. 100% các em học sinh nhà trường xác định không hút và không bao giờ thử. Chúng em đã được thầy cô và các bạn tuyên truyền là không nên uống thuốc, hút thuốc lá điện tử vì nó rất gây nhiều tác hại, nhiều chất độc bên trong. Và bản thân em không hút thuốc lá điện tử. Khi mà chứng kiến và biết được những cái bạn hút thuốc lá điện tử thì em cảm thấy rất là buồn và thất vọng. Chúng em đã đề ra một số cái câu lạc bộ như là học tập, như là tiếng Anh, toán, văn học, rồi là tổ chức các cuộc thi tuyên truyền vẽ tranh về tác hại của thuốc lá điện tử. Và chúng em đã tìm hiểu về tác hại, tuyên truyền cho các bạn đấy là trong vòng 9 tháng, là từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022. Và các bạn sau khi đã được tuyên truyền xong, các bạn đã nhận thức được rõ tác hại của thuốc lá điện tử và bây giờ các bạn không hút thuốc nữa rồi ạ. Thuốc lá điện tử chứa rất nhiều hóa chất độc hại gây nguy hại cho sức khỏe con người. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi giáo viên và phụ huynh trong việc nắm bắt tâm lý, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh. Đồng thời phối hợp giáo dục định hướng các em nhận thức được tác hại đối với sức khỏe và tương lai, từ đó các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp.